Cuốn sách Tâm trí sáng tạo hay ý thức vũ trụ hay chính là đấng sáng tạo? 1. Lời tác giả. Sự vận động vĩnh cửu của ý thức vũ trụ một lần nữa đang dần hé lộ cho nhân loại về những bí ẩn của sự tồn tại. Ánh sáng của chân lý đang dần chiếu rọi những tri thức mà trong các thế hệ trước chỉ được một số ít người biết tới. Đã đến lúc những tri thức này phải được truyền bá rộng rãi. Tất cả nhân loại, không kể tầng lớp, giai cấp, phải được biết chân lý. Nhờ đó mỗi cá nhân có thể hiểu được những quy luật vĩ đại chi phối cuộc sống của mình. Anh ta phải học cách tự kiểm soát số phận, tự chữa lành cơ thể và mang lại hạnh phúc cho tâm hồn của chính mình. Sự ngu dốt phải biến mất và nhường chỗ cho sự hiểu biết. Con người không còn bị chi phối bởi bất cứ yếu tố gì bên ngoài anh ta. Các học thuyết về tín ngưỡng, nhà thờ, thể chế, tổ chức, chính phủ đều đang được thay đổi để phù hợp với sự nhận thức mới của mỗi cá nhân. Có một sức mạnh nội tại đang tạo nên sự biến đổi vĩ đại này. Tất cả những gì không còn phù hợp sẽ bị tự đào thải. Tất cả những gì hài hòa với chân lý sẽ vẫn trường tồn và thịnh vượng. Thời khắc đã tới, chúng ta đang ở trong thời kỳ vĩ đại nhất của lịch sử. Chúng ta đang ở trong thời đại hợp nhất của tất cả mọi người và mọi vật thành một thể trường tồn và thống nhất. Ngôi đền của đấng sáng tạo hiện đang được âm thầm dựng lên bởi những linh hồn đã được giải phóng trên hành tinh này. Cuốn sách nhỏ này là một nỗ lực để giải thích những điều mà mỗi linh hồn phải tự mình khám phá, rằng anh ta được bao bọc bởi một sức mạnh sáng tạo vĩnh cửu, và nguồn sức mạnh đó luôn tương tác chặt chẽ với suy nghĩ của chính anh ta, và trả lại cho anh ấy những thứ phản ánh một cách rực rỡ nhất tất cả những gì anh ta nghĩ. Nếu cuốn sách này khiến cho dù chỉ một cá nhân duy nhất thức tỉnh để nhận ra rằng tâm trí của vũ trụ cũng là tâm trí duy nhất tồn tại là tâm trí của chính anh ta, rằng sức mạnh sáng tạo của tâm trí này cũng là của anh ta, rằng sự biểu hiện của tâm trí này là sự tồn tại của chính anh ta, rằng tình yêu, sức mạnh và sự bình yên của tâm trí này ở trong chính anh ta, nó sẽ không được viết ra một cách vô ích. Mong rằng nó sẽ có thể giúp đơn giản hóa và đưa ra ánh sáng một số bí ẩn và ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống. 2. Thuở hồng hoang. Trong thuở hồng hoang chỉ có một ý thức rõ ràng và biểu cảm là câu nói này. Ban đầu chỉ có ý thức vũ trụ mà thôi. Không có sự hiện hữu của vạn vật, không có hệ thống các hành tinh, không tồn tại các hình thức hay sự sống, sự tàn bạo hay nhân ái. Ý thức vũ trụ là tất cả những ý thức này vẫn chưa vận động. Thế rồi thực thể quyền năng này bắt đầu di chuyển hay là bắt đầu sáng tạo? Thực thể thần thánh này đã di chuyển đến đâu? Dựa vào điều gì mà thực thể này vận động để sáng tạo? Nó lấy ý tưởng ở đâu? Nó sử dụng phương tiện hoặc quyền năng gì? Nó đã hoạt động thông qua những cơ quan nào? Tóm lại, thế giới, bao gồm bản thân chúng ta, được tạo ra từ cái gì? Và chúng ta cùng tất cả những thứ khác đã ra đời như thế nào? Những câu hỏi này được trả lời đúng sẽ lý giải được sự tồn tại và giải phóng nhân loại. Hãy cùng xem xét. Ý thức vũ trụ là tất cả, không có gì khác ngoài chính nó. Toàn diện, mọi nơi, vô hạn. Thực thể này không thể có thôi thúc để di chuyển trừ khi nó tự ý thức. Do đó, thực thể này là một nguồn sức mạnh tự nhận thức được chính mình. Nó theo đó là sự hiểu biết mọi thứ và sự hiện diện mọi nơi. Nó là một, không bị phân chia, và bất cứ điều gì nó biết tất cả ngay lập tức. Từ đó, chúng ta thấy rằng thánh linh này hoạt động thông qua sự hiểu biết về chính bản thân của nó. Nó vận động và sự vận động nội tại đó phải là một sức mạnh vô hạn di chuyển trên chính nó vì nó là tất cả và có một mục đích xác định. Thánh linh này, do đó, vận động trên chính nó và tạo ra từ chính nó tất cả mọi thứ. Nói cách khác, những gì chúng ta nhìn thấy đến từ những gì chúng ta không nhìn thấy, thông qua hoạt động của một trí thông minh nội tại nào đó, và nó biết rằng không có sức mạnh nào khác ngoài chính nó. Những thứ được nhìn thấy không được tạo nên từ những thứ hiện hữu. Hoạt động duy nhất có thể có của trí ý nghĩ hoặc ý tưởng. Vì vậy, tất cả mọi vật đã được tạo ra bởi ý tưởng và không có ý tưởng, không có bất cứ điều gì đã được tạo ra. Quá trình sáng tạo thật đơn giản, làm sao khi chúng ta hiểu được nó. Ý thức vũ trụ có ý tưởng và vì không có gì ngoài ý thức này và nó là toàn năng, nên nó chỉ cần có ý tưởng và ý tưởng đó được thực hiện. Ý tưởng ở với đấng sáng tạo và ý tưởng là đấng sáng tạo. Do đó, từ ý tưởng xuất hiện tất cả những gì xuất hiện. Mỗi sinh mệnh,
con người hay thần thánh, mỗi biểu hiện là một loại ý tưởng khác nhau được diễn đạt. Điều tuyệt vời cần được nói tới là ý thức vũ trụ, không cần bất cứ thứ gì giúp đỡ nó. Nó là sự tự ý thức, và có tất cả quyền năng để làm bất cứ điều gì nó muốn hoàn thành. Nó hoạt động đơn giản bằng cách đưa ra ý tưởng. Thật khó để có được một khái niệm rõ ràng về thực thể vĩ đại này, thứ mà từ đó vạn vật sinh ra. Nhiều khi chúng ta rơi vào một mê cung của hoang mang khi cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi về bản chất của thực thể này. Đó là lúc chúng ta nên nhìn nhận về nó như là lý do tuyệt vời đằng sau mọi thứ. Vì là tất cả tri thức tồn tại, nó phải hiểu biết chính mình và phải hiểu biết mọi thứ nó tạo ra. Do đó, nó biết chúng ta và nó biết tất cả mọi người. Bởi vì nó là sự hiện hữu mọi nơi, nên chúng ta có thể liên hệ với nó ở bất cứ đâu, và sẽ không bao giờ phải đi đến một địa điểm cụ thể nào đó để tìm nó. Do nó là sự hiểu biết tất cả và hoạt động nhờ sức mạnh của ý tưởng, nó biết tất cả những gì chúng ta nghĩ. Tuy nhiên, chúng ta không thể biết, và cũng không cần cố gắng tìm hiểu về nó tạo ra mọi thứ như thế nào, bởi vì bất kỳ quá trình sáng tạo này là gì đi nữa thì chúng ta thấy rằng, nó luôn là một quá trình suy nghĩ nội tại của thực thể này. Chúng ta nên ghi nhớ điều này, ý thức vũ trụ tạo ra tất cả mọi thứ từ chính nó. Mọi thứ được sinh ra mà không cần có nỗ lực, và khi chúng ta cố gắng điều khiển quá trình sáng tạo, chúng ta đã không tuân theo quy luật sáng tạo của ý thức vũ trụ. Sự thôi thúc sáng tạo của ý thức này phải đến từ sự mong muốn thể hiện những gì bản thân nó cảm thấy đó là nó, vẻ đẹp, hình thái, màu sắc, sự sống, tình yêu và quyền năng. Tất cả những thứ khác mà chúng ta tìm thấy hiện diện trong vũ trụ đều là thuộc tính của ý thức vũ trụ và được tạo ra nhờ ý tưởng. Bởi vì ý thức này muốn tận hưởng sự tồn tại của chính nó, chúng ta từ đó nhận thấy rằng ý tưởng hay chính là hoạt động nội tại của suy nghĩ, xuất hiện đầu tiên trong quá trình sáng tạo, và tất cả những thứ khác đều đến từ kết quả của việc ý tưởng hoạt động trên một chất chung của vũ trụ. Nếu ý tưởng đi trước tất cả những thứ khác, thì ý tưởng là thứ chúng ta đang tìm kiếm, và khi chúng ta có được nó, chúng ta sẽ có những gì mà thế giới vẫn luôn tìm kiếm từ thời xa xưa. Nếu chúng ta muốn chứng minh quyền năng của ý thức vũ trụ trong cuộc sống của mình, đừng nhìn vào những thứ hiện hữu bên ngoài mà chỉ nhìn duy nhất vào ý tưởng. Những thứ mắt ta nhìn thấy và tay ta chạm vào chỉ là kết quả của quá trình sáng tạo. Luật lệ vô hình kiểm soát mọi thứ, nhưng luật lệ này cũng chỉ là một kết quả. Luật lệ không tự tạo ra nó. Luật lệ này không phải là trí thông minh hay là thứ mang đến những gì đang hiện hữu. Trước khi có luật lệ, thì phải có một thứ gì đó hoạt động, và luật lệ này là cách nó hoạt động, đó là trí thông minh. Trong thuở ban đầu có tồn tại ý tưởng. Ý tưởng lưỡng này hay hoạt động của ý thức vũ trụ là nguyên nhân của luật lệ, và sự vận hành của luật lệ này là nguyên nhân của sự vật hiện hữu, và sự vật hiện hữu luôn luôn là một kết quả, nghĩa là nó đã không tự tạo ra, nó chỉ là một kết quả. Ý tưởng luôn luôn đứng ở vị trí đầu tiên trong quá trình sáng tạo. Ý tưởng đã ở bên đấng sáng tạo, và ý tưởng đã là đấng sáng tạo, và ý tưởng vẫn là đấng sáng tạo. Khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta giống như đấng sáng tạo, và chúng ta không thể là gì khác ngoài được tạo ra từ đấng sáng tạo, chúng ta sẽ nhận ra rằng ý tưởng của chúng ta cũng có sức mạnh. Nếu chỉ có một tâm trí vũ trụ thì theo đó ý tưởng của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta là hoạt động của tâm trí đó bên trong ý thức của chúng ta. Sức mạnh giữ các hành tinh ở vị trí của chúng cũng chính là sức mạnh chảy qua mỗi chúng ta. Chúng ta phải đặt ý tưởng ở nơi nó thuộc về, cho dù đó là ý tưởng của ý thức vũ trụ hay ý tưởng của một cá nhân trong chúng ta. Nó luôn luôn là đứng ở vị trí đầu tiên trước tất cả những thứ khác trong thuở ban đầu. Trình tự thực sự là thế này: ý thức vũ trụ và ý tưởng hoạt động của ý thức vũ trụ là nguyên nhân, mọi sự vật hiện diện là kết quả, chúng được tạo ra từ cùng một nguồn. Những gì chúng ta cần làm là học cách sử dụng ý tưởng để tất cả mọi người thấy rằng họ đều là những trung tâm sáng tạo của vũ trụ.